món đồ chơi, đó chính là bộ đồ chơi mê cung. Đây thì mình chỉ cần một viên bi hoặc là một viên ngọc nhỏ nhỏ như thế này thôi các bạn. Và những miếng bìa giấy cọc tông thì chúng ta đã có thể làm được bộ đồ chơi này rồi nha. Bộ đồ chơi này thì làm rất là đơn giản, tuy nhiên thì nó lại vừa sức và cũng khá là thú vị đối với các cái bé còn nhỏ tuổi đó. Rồi thì bây giờ các bạn hãy cùng quan sát video và làm đồ chơi này với mình nha. Để làm được một bộ đồ chơi mê cung thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình là những tấm bìa cắt tông này. Ở đây là những thanh cắt tông mình cắt ra rồi mình tô màu nước cho các bạn. Một bảng màu nước để tô màu nha. Súng bắn keo và một cái viên bi nhỏ nhỏ như thế này. Ở đây mình không có miên bi nên mình dùng nửa viên ngọc như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cùng làm nha. Trước tiên là tấm bìa cắt tông này thì các bạn sẽ dùng compa để các bạn cắt cho mình một đường tròn nha. Đường tròn to hay nhỏ thì tùy thuộc vào các bạn. Nếu các bạn muốn làm mê cung có nhiều cái đường đi thì các bạn làm to ra. Còn nếu các bạn chỉ muốn làm một vài đường thôi thì các bạn làm nhỏ nhỏ. Đó là tùy các bạn nha. Rồi một số tấm bìa cắt tông còn lại thì các bạn sẽ cắt cho mình thành những cái thanh dài như thế này. Ở đây là mình cắt ra, sau đó thì các bạn dùng màu nước là cái loại màu vẽ mỹ thuật bình thường này các bạn. Các bạn tô màu lên cho nó đẹp hơn nha. Đó thì mình đã tô được 4 màu nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán những cái thanh này vào trong tấm bìa của mình. Thì mình có dùng bút chì để mình vẽ sơ lược các cái vòng tròn đó các bạn. Đó, mình sẽ chia là 1, 2, 3 và 4 cái đường đi trong đó nha. Bây giờ mình sẽ dán vào cho các bạn coi nè. Vòng đầu tiên mình sẽ dán màu xanh lá cây. Khi mình kéo keo kiểu dích dắt như thế thì dán tấm bìa vào nó sẽ dính chắc hơn đó các bạn. Mình sẽ đo vừa tới rồi mình cắt bớt nha các bạn. Cái vòng đầu tiên thì mình sẽ dán khít với nhau luôn nha các bạn. À, khi cắt cái bìa thì các bạn chú ý nè. Các bạn nhớ cắt theo cái chiều là đó, những cái đường của chúng mình nó dập xuống như thế này để mình có cái độ gấp dễ dàng nha. Còn nếu các bạn cắt theo cái chiều dài của nó thì mình gấp lại nó sẽ bị gãy á. Đó, nhớ cắt theo cái chiều này nha các bạn. Rồi, vòng thứ nhất mình dán kín luôn. Ở vòng thứ hai mình sẽ chừa cho nó một cái đường để viên ngọc đi qua. Rồi, như vậy là xong đường màu hồng nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng tới con đường màu vàng. Rồi, mình dán tương tự. Tuy nhiên lần này thì đây là cái đường vào của viên ngọc đúng không? Thì cái đường màu vàng á, cái đường vào của nó sẽ ở một vị trí khác nha các bạn. Đừng có làm thẳng một đường nha. Mình sẽ dán cho các bạn coi. Thôi nha các bạn. Hai cái ngõ vào này nó nằm lệch nhau này. Rồi tiếp theo đường màu đỏ cũng tương tự nha. Thì cái cổng vào của nó sẽ nằm ở một cái hướng khác vậy đó các bạn. Thì mình sẽ dán vào nha. Rồi đó các bạn, như vậy là cái mê cung của mình cũng đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ viên bi vào coi thử nha. Rồi như vậy là được nha các bạn. Đối với mình người lớn chơi thì rất là dễ đúng không?
nhưng mà mình nghĩ là các em bé sẽ rất là thích đó. Rồi, chúc các bạn sẽ làm được một cái mê cung như thế này ở nhà cho con các bạn chơi nha. Rồi, bye bye các bạn này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.